bạn thân mến, chắc hẳn với những ai nuôi mèo thì đã từng thấy chú mèo của mình phải sụt sịt nước mũi nè, hay là hắt hơi, thở khò khè. Đây có thể là những dấu hiệu của bệnh hô hấp ở mèo mà chúng ta nhìn thấy đơn giản nên là không quan tâm, không để ý các bé. Nhưng mà nếu như vậy thì các bé cưng không được điều trị nhanh chóng kịp thời thì sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Chính vì vậy, chương trình hôm nay sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về bệnh hô hấp trên mèo nhé. Đầu tiên thì Hà Thảo xin chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được trực tiếp trên fanpage Sen Yêu Bot, Cách Biết Cần Thơ, Hội Yêu Mèo. Và đây là chương trình đầu tiên livestream nên sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn đến từ công ty Vmedim dành cho các bạn gửi cho chương trình những câu hỏi hay. Đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần like và share livestream này về trên trang Facebook cá nhân của mình nè, để những bạn nào yêu mèo có thể tham gia cùng chương trình nhé. Đồng hành với chúng ta ngày hôm nay thì có tiến sĩ Trần Thị Thảo, giảng viên Đại học Cần Thơ, phụ trách bệnh xá thú y Đại học Cần Thơ. Và khách mời là chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, là admin Cách Biết Cần Thơ. Cái sau đây thì mời các khách mời chúng ta gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi livestream ạ. Chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho phép gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Dạ, xin cảm ơn chị Thảo ạ. Còn chị Dung ạ. Dạ, em chào chị Thảo, em chào cô, em chào mọi người. Dạ chị Dung ơi, với một người yêu thương và có kinh nghiệm chăm sóc các bót nhiều năm thì chị thấy hiện nay những bệnh gì mà các bạn nuôi mèo đang quan tâm và nên được chú ý để đảm bảo sức khỏe cho các bé mèo của mình ạ? Dạ, thì em thấy mọi người thì thường quan tâm tới bệnh hô hấp. Như cá nhân em nuôi nhiều năm nhưng mà những cái lúc chuyển mùa hoặc là nắng mưa thất thường như bây giờ thì sẽ dễ, mấy bé nhà em sẽ dễ bị hô hấp á. Không biết mọi người có giống em không ha? Xin cảm ơn chị Dung. Những thắc mắc của chị Dung đây chắc có lẽ cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn nuôi mèo. Nên vì vậy Hà Thảo xin nhờ bác sĩ Thảo sẽ chia sẻ và giải đáp những thắc mắc này ạ. Cảm ơn cái câu hỏi của Dung. Thì thực sự thì những cái bệnh hô hấp trên mèo đó thì rất là khó cho mọi người. Hiện nay thì nó gây khó khăn cho mọi người. Bệnh hô hấp thì nó có hai cái phần, hệ hô hấp trên và hệ hô hấp dưới. Thì cái hệ hô hấp trên thường là do virus. Có hai cái loại virus mà nó gây bệnh trên hệ hô hấp trên cho mèo, đó là con herpes virus và con calici virus. Thì cái hạt bé nói về bệnh hô hấp thì đầu tiên thì virus tấn công vào đường hô hấp thì có những cái triệu chứng nó phổ biến trên đường hô hấp, như là đầu tiên là sẽ lười ăn, bỏ ăn, rồi hắt hơi, chảy mũi trong, rồi có thể là chảy nước mắt, sau đó thì ho. Thì giữa cái hạt bé virus với lại calici virus thì nếu mà mình không để ý thì nó sẽ bị nhầm lẫn. Cho nên mình có thể phân biệt bằng cách là herpes virus đó, thì ngoài những cái triệu chứng mà mình vừa nói rồi đó, thì nó sẽ làm viêm cái giác mạc rất là nặng. Nếu mà mình không quan tâm chăm sóc đó, thì có sẽ dẫn tới viêm cái giác mạc luôn. Còn cái calici virus đó, thì nó sẽ làm viêm lở lét ở cái vòm miệng, ở lưỡi, ở nướu. Thành ra con vật nó sẽ rất là khó khi ăn uống. Còn về vi khuẩn thì thường là nó sẽ bội nhiễm sau cái virus. Và có một cái nguyên nhân nữa là do nấm. Nấm thì thường là nấm nó cũng làm những cái triệu chứng ho, hắt hơi vậy. Thành ra để phân biệt được nguyên nhân mà mình điều trị cho nó tốt á, thì chúng ta nên có những cái test, những cái test cận lâm sàng để mà mình chẩn đoán cho nó đúng, mà mình có cái hướng điều trị nó đúng. Dạ. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Thảo và cảm ơn thắc mắc của chị Dung. Các bạn thân mến, chương trình hiện nay của chúng ta thì cũng đang nhận câu hỏi của các bạn. Rất mong là các bạn hãy like và share livestream này. Biết đâu câu hỏi của các bạn sẽ được chương trình ngẫu nhiên lựa chọn và trao những phần quà hấp dẫn. Những phần quà hấp dẫn đó là gì? Hà Thảo xin được bật mí ngay sau đây. Chúng ta sẽ có 3 giải nhất,
Mỗi giải sẽ gồm là một ba lô và một bộ sản phẩm chăm sóc toàn diện cho Boss. Chính giải nhì thì mỗi giải sẽ là một bộ sản phẩm chăm sóc toàn diện cho Boss đến từ công ty Vimedim. Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không tham gia phải không nào? Chưa hết nha, nếu như mà những câu hỏi của chúng ta muốn hỏi và chia sẻ bị trùng với nhiều bạn thì bây giờ các bạn hãy chọn cho mình một con số may mắn, giới hạn là từ số 1 đến số 99 nha. Comment phía dưới livestream này nhé và share giúp Hà Thảo một lượt nha. Cuối buổi livestream thì chúng ta sẽ có phần quay số may mắn, chọn ra khán giả may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta xem thử là livestream của chúng ta có những cái câu hỏi đầu tiên như thế nào ha. Rồi, câu hỏi đầu tiên là bác sĩ ơi, cho em hỏi là bé mèo nhà em nó hay ho lâu. Lâu là ho lên vài lần, có đi khám mà bác sĩ chỗ đó nói là không có bệnh là sao ạ? Với bé đang mang bầu thì em đang lo không biết có bị gì không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Nhưng mà lâu lâu thì ho lên, tức là một lần ho nó có ho là nhiều tiếng không, một thời gian ho là bao lâu, và nó có thở khó hay không. Nếu mà cái trường hợp đó thì có khả năng bị xỉn. Nếu mà nó không có triệu chứng gì về hô hấp, về mắt, về lỗ miệng đó thì có khả năng bị xỉn. Thì xỉn là do hẹp những cái đường ống dẫn khí như là phế quản, khí quản. Thì những cái trường hợp đó thì cũng khó, nhưng mà cái điều trị cũng khó, nhất là trên những con mèo mang bầu á, thì mình cũng lưu ý chút xíu về thuốc. Có những cái loại thuốc không sử dụng được cho mẹ bầu, cho nên là tốt nhất các bạn nên đem lại bác sĩ phòng khám thú y để mà mình được tư vấn, bác sĩ tư vấn rõ ràng. Dạ rồi, xin cảm ơn bác sĩ. Hiện tại thì chúng ta tiếp tục tìm thêm câu hỏi của khán giả nha. Rồi, có rất là nhiều bạn nè, nhưng mà các bạn ơi, chúng ta phải like và share giúp Hà Thảo nha. Tại vì nếu mà muốn được nhận quà thì chúng ta phải like và share cái livestream này. Thì những cái câu hỏi mà chương trình chọn để trả lời có khả năng là nhận được phần quà. Dạ, hôm nay em có thấy cái câu hỏi này rất là hay nè dạ. Cô. Dạ, của bạn Di An Dương. Cho em hỏi là mèo ho khi bị vướng mũi lông thì khác với ho của biểu hiện ở bệnh hô hấp như thế nào? Em cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực sự đây á, cái ho của mũi lông á, thì con mèo của mình á, là nó rất là sạch sẽ, tức là nó luôn luôn vệ sinh bằng cách là nó liếm lông, cho nên cái khả năng mà bị vướng mũi lông thì rất là nhiều. Thì cái ho mà vướng mũi lông á, thì trong trường hợp đó nó khi mà nuốt vô là nó nằm ở cái hệ tiêu hóa, tức là nằm ở cái thực quản. Cho nên cái gì mà nó vướng lên thực quản thì nó cố gắng nó ho, nó khạc ra nha. Là nó không có những cái triệu chứng như là sổ mũi nè, hắt mũi, hay là bị gèn gì ở mắt, hay là chảy mũi xanh ở mắt. Thì hai cái đó nó khác. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Thảo và cảm ơn các câu hỏi của các bạn nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi câu hỏi và chia sẻ livestream này nhé. Thời gian chờ đợi câu hỏi của các bạn thì Hà Thảo sẽ cùng với chị Dung và bác sĩ Thảo chia sẻ tiếp vấn đề liên quan đến mèo yêu nhà mình nhé. Xin mời chị Dung ạ. Dạ, cô cho em hỏi thêm là nếu như nhà em thì nuôi nhiều mèo, nếu như có một bé bị bệnh thì không biết là mình có cần cách ly hay là mình sao không? Với lại mình chăm sóc cái bé bị bệnh ở tại nhà mình, mình sẽ chăm sóc như thế nào cô? Thật sự thì bệnh ở chó mèo đó, và về cái vấn đề hộ lý rất là quan trọng. Thì cái hộ lý đó thì ngoài cái mình chăm sóc về giữ ấm này kia đó thì mình cũng phải có dinh dưỡng tốt cho nó. Thì những con mèo bệnh thì khi mà các bạn phát hiện bệnh là nên cách ly ra cái bầy đàn kia. Thì cách ly thì nếu mà mình chăm sóc những cái con bị bệnh đó thì tốt nhất là mình phải thay đồ hoặc là sát trùng xong mới trở qua chăm sóc những cái bầy khỏe bên đây. Thì như vậy thì nó an toàn hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo và chị Dung. Bây giờ thì tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ lựa chọn những câu hỏi ngẫu nhiên mà các bạn gửi đến cho chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem câu hỏi nha. Rồi, rất là nhiều bạn chia sẻ rồi. Nhưng mà câu hỏi thì... Xin chào bác sĩ, mong đợi chủ đề này rất là từ lâu rồi ạ. Xin cảm ơn bạn Hồ Hoàng Hải.
Rồi, có một câu hỏi này dành cho bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, chúng ta có thể cung cấp thêm chất bổ sung nào để giảm bớt triệu chứng bệnh hô hấp cho mèo ạ? Cái chất bổ sung thì thực sự khi mà bệnh hô hấp thì ngoài cái điều trị bằng kháng sinh hoặc là cho ăn có dinh dưỡng cao, rồi giữ ấm về bên hậu lý, thì mình cũng nên cung cấp một chất đó là gọi là lysine. Lysine là một cái acid amin thiết yếu trong cơ thể, nhưng mà bản thân cơ thể không có tổng hợp được, cho nên phải nhờ lấy ở cái thức ăn, lấy nguồn thức ăn ở ngoài. Thì cái lysine đó nó sẽ trong trường hợp mà nếu mà mèo bị herpes virus á, thì cái lysine đó nó sẽ ức chế, nó cạnh tranh với cái một cái chất acid amin nữa, mà cái chất đó thì nó cái chất đó nó sẽ bổ cái chất mà cần cái lysine cạnh tranh đó, thì nó làm giảm cái quá trình nhân lên của virus. Thì như vậy thì cái độc tố của con virus nó sẽ giảm đi, thì con mèo nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và cũng có một câu hỏi các bạn gửi về cho chương trình, chắc là sẽ nhờ chị Dung giải đáp ạ. Dạ. Mèo em thì 6 tháng tuổi, hơi kén ăn. Vậy thì làm sao để các bé ăn nhiều và nhanh mập ạ? Dạ, thì mấy bạn nuôi mèo đa số là ai cũng muốn là bé sẽ mập mạp, dễ thương á. Nhưng mà không phải bạn nào cũng ăn nhiều. Thành ra mấy bạn mà hơi kén ăn á, mình có thể cho thêm men tiêu hóa nè. Cái khi mà cái hệ tiêu hóa của bé làm việc mà trơn tru hơn á, thì bạn sẽ ăn ngon hơn và hấp thu được nhiều hơn. Rồi thêm cái là men tiêu hóa. Mình sẽ bổ sung thêm vitamin. Dạ, đó là sẽ mấy bạn là sẽ hấp thu tốt hơn, thì bạn sẽ nhanh tăng cân. Với lại mình có thể cho thêm pate gói á, thường nó sẽ có mùi thơm hơn, thì mèo sẽ thích ăn hơn là cái hạt khô á. Dạ, thì khi mà bạn ăn nhiều được á, thì bạn sẽ nhanh tăng cân hơn. Rồi, xin cảm ơn chị Dung. Dạ. Một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ Thảo ạ. Chúng ta cần lưu ý gì khi mà chăm sóc mèo bị hô hấp mãn tính ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì thực sự khi mà nó là hô hấp mãn tính đó, thì một phần cái đường hô hấp, cái hệ hô hấp, như đặc biệt là những cái nhu mô phổi á, nó bị tổn thương rất là nặng. Và những cái phần đó là những cái phần mà đã tổn thương rồi á, thì nó sẽ không hoạt động bình thường nữa. Nhưng mà thực sự thì các bạn cũng đừng quá lo lắng. Cái tế bào nhu mô phổi á, nó có chức năng hoạt động bù rất là tốt, cho nên một phần nó bị hư thì những phần khác nó sẽ hoạt động bổ sung. Nhưng mà khi mà cái bệnh cái phổi á, nó bị tổn thương nhiều á, thì cái sức mà cái khả năng mà phát triển của con mèo nó cũng sẽ giảm hơn những con mèo bình thường. Do vậy thì mình phải chăm sóc như thế nào, tức là mình phải về hộ lý rất là tốt, là giữ ấm ha, cho ăn thức ăn có đầy đủ dinh dưỡng, mình sẽ bổ sung ha, mình phải bổ sung những cái chất dinh dưỡng ngoài cái thức ăn nữa. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Và một câu hỏi nữa dành cho chương trình, đó là của bạn có nick Facebook là cô hủ tiếu, là fan cứng hả? Cảm ơn bạn cô hủ tiếu đã gửi câu hỏi cho chương trình. Câu hỏi của bạn cô hủ tiếu là: mèo nhà em hay chảy nước mũi và nghẹt mũi, có thể dùng thuốc gì để điều trị ạ? Bé khá biếng ăn ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì mèo hay chảy mũi. Dạ, mèo hay chảy nước mũi và nghẹt mũi thì chúng ta có thể dùng thuốc gì điều trị? Thì những cái bệnh đó là liên quan tới hệ hô hấp rồi đó. Dạ. Thì có thể là cái giai đoạn đầu của hệ hô hấp, bệnh hệ hô hấp. Nếu mà nó biếng ăn á, thì các bạn phải bổ sung những cái chất mà dinh dưỡng, những cái thức ăn mà con mèo nó thích. Ví dụ như con mèo nó ngạt mũi á, thì nó không có đánh hơi được cái mùi tốt, thì các bạn có thể hâm nóng cái thức ăn lên để cho con mèo nó đánh hơi được cái mùi đó, thì kích thích ăn uống. Các bạn có thể sử dụng một số thuốc nhỏ mũi trên mèo, mà hiện tại công ty Vemedi mình có một số cái loại thuốc đó, thì các bạn có thể đến phòng thú y, đến phòng khám thú y để bác sĩ tư vấn. Dạ rồi, em cảm ơn bác sĩ Thảo. Thêm một câu hỏi nữa cũng là của fan cứng của bạn Facebook Thiện Nguyễn.
Bác sĩ cho em hỏi, bệnh hô hấp mãn tính có thể biến chứng nặng hơn, gây nguy hiểm cho mèo không ạ? Có các em, có các bạn. Thì sẽ, tức là khi mà đã tổn thương cái hệ hô hấp rồi thì đó là do những cái virus và vi khuẩn á. Thì những cái con virus vi khuẩn đó khi mà nó vẫn còn tồn tại ở trong đó. Cho nên khi mà có cái môi trường mà không tốt á, tức là cái môi trường mà virus cái mầm bệnh nhiều á, thì có thể sẽ xâm nhiễm nữa và nó phát triển nặng hơn. Và một thời gian, nếu mà khi mà một thời gian trước đó mình sử dụng thuốc rồi á, thì khi mà phát hơn á, nó có thể là kháng một số vi khuẩn đó, nó có thể kháng một loại thuốc kháng sinh, nhưng mà mình điều trị nữa thì cũng sẽ rất là khó. Dạ, một câu hỏi tiếp theo của bạn Facebook là Facebook Trần Trang. Bác sĩ cho em hỏi là mèo thì có bị tình trạng viêm mũi dị ứng giống như người không ạ? Cảm ơn Trần Trang. Thì câu hỏi này rất là hay mà nhiều người rất là quan tâm. Tức là con mèo á, nó rất là nhạy cảm với mùi. Cái môi trường của mình mà nó không tốt á, thì con mèo nó sẽ bị viêm mũi dị ứng, dẫn nhảy mũi, chảy nước mũi. Cho nên khi mà mình mới mua mèo về đó, thì mình cố gắng mình tạo một cái môi trường nào mà nó thích nghi nhất cho mèo. Những cái mùi mà mèo không thích á, là các bạn dẹp đi đừng có để nữa. Ví dụ như vậy, những cái loại hoa mà mình trưng trong phòng cũng vậy. Dạ. Nếu con mèo thì nó rất là dị ứng với cái mùi hoa ly. Rất là dị ứng mùi hoa ly thì khi đó nó, thứ nhất là nó có sẽ thể hiện ở cái triệu chứng mà nhảy mũi, hoặc là nó chạy trốn, nó không có ở đó. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn các câu hỏi của các bạn nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi câu hỏi và chia sẻ livestream này giúp Hà Thảo nhé. Thời gian chờ đợi thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục chia sẻ của chị Dung và bác sĩ. Xin mời chị Dung ạ. Dạ, em còn một cái thắc mắc nữa là khi mà mèo bị bệnh hô hấp á, thì ở mỗi độ tuổi khác nhau mình có cái cách chăm sóc khác nhau hay không cô? Hay là mình đều chăm sóc như nhau trong mọi độ tuổi? Mèo cũng như chó hay là tất cả các loài thì mỗi một lứa tuổi á, thì nó có một cái kiểu chăm sóc khác nhau, giống như mèo giống như trẻ em vậy, tức là mình nuôi mình cưng nó như trẻ em vậy. Cho nên là chăm sóc trẻ em sao thì các bạn chăm sóc mèo con cũng như vậy. Đó là về cái khẩu phần nó cũng khác với mèo lớn ha. Đặc biệt ở cái lứa tuổi mèo con á, thì cái lứa tuổi mà cái giai đoạn cai sữa, giai đoạn mà làm quen với thức ăn mới đó, thì nó dễ bị stress. Cho nên là mình lưu ý chút xíu, mình chăm sóc kỹ chút xíu. Còn ở con mèo trưởng thành đó, thì giống như nó cũng đã quen với cái môi trường đó rồi. Cho nên là mình cũng đừng có thay đổi cái môi trường của nó. Thì con mèo nó thích nghi hay lắm. Đó là nó cũng, nó thể hiện cái lãnh thổ của nó. Đó là thể hiện bằng cách nào? Tức là nó dùi đầu, tức là những cái tuyến ở trên mặt đó, nó dùi theo cái bức tường hay là cái gì xung quanh đó, hoặc là có thể là nó phóng nước tiểu ra đó để nó đánh dấu. Cho nên mình thay đổi cái môi trường là có thể là nó không thích. Còn đối với những cái lứa tuổi mà mèo mang thai đó, thì có cái loại thức ăn để mà cho mèo mang thai riêng, và mình chăm sóc cho nó kỹ hơn. Dạ rồi, em cảm ơn bác sĩ Thảo và cảm ơn chị Dung. Ngay bây giờ thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi về chương trình. Và các bạn ơi, chúng ta hãy nhớ like và share livestream này về Facebook cá nhân nhé. Và tiếp tục gửi câu hỏi cho chương trình để nhận được những phần quà rất là hấp dẫn từ Vimedim. Bây giờ là một câu hỏi nữa của bạn Cô Hủ Tiếu. Làm sao để phân biệt bệnh viêm hô hấp do virus với các loại khác ạ, thưa bác sĩ? Thường là do virus đó, thì nó có những cái triệu chứng rất là đặc trưng. Thì trên mèo nó có hai cái bệnh do virus, bệnh hô hấp do virus mà nó tấn công vào cái đường hô hấp trên mà mình phát hiện được. Hồi những cái hồi trước mình có chia sẻ rồi đó. Thì trường hợp ở vi khuẩn đó, thì thường là nó cũng đầu tiên thì nó vẫn là cái hô hấp trên, và sau đó nó sẽ là cái hô hấp dưới, tức là ảnh hưởng tới phổi nha, nó sẽ gây ho nặng hơn. Nguyên nhân gì nữa? Nguyên nhân khác. Dạ. Thêm một chia sẻ nữa của bạn Facebook là Phạm Ngữ Anh Khôi. Bác sĩ cho em hỏi, mèo nhà em bị sổ mũi một bên và có dịch mà vàng xanh hay hắt xì.
lúc mới bị 1-2 ngày thì bé có bị sưng một bên mặt, bên phía chảy mũi, nhưng mà vẫn ăn uống rất khỏe. Sau vài ngày thì mặt bé lại bình thường ạ. Thì cái này là bệnh là do virus đó các bạn. Bệnh này là do virus đó. Thì đường hô hấp trên nha, thì cái này là do cái galaxy virus. Thì đầu tiên nó làm sưng một bên mặt và làm viêm cái phần mềm của cái xoang mũi đó. Thì cái trường hợp này thì ở mèo con nó thể hiện rất là nhiều hơn là mèo lớn. Và cái này là trường hợp này là nó tự khỏi. Có thể mình không điều trị mà nó cũng tự khỏi. Dạ. Các bạn thân mến, cơ hội nhận quà từ chương trình rất là đơn giản nè. Chúng ta có thể gửi câu hỏi về chương trình nhưng mà nhớ like và share livestream này nha. Hoặc là chọn một con số may mắn comment dưới livestream này, giới hạn là từ số 1 đến số 99. Theo dõi suốt chương trình để phần cuối chương trình sẽ chọn ra những con số may mắn. Còn bây giờ thì xin mời tiếp tục câu hỏi của khách mời nha. Xin mời chị Dung ạ. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi là trong các giai đoạn tuổi khác nhau chưa ạ? Dạ. Dạ, câu hỏi tuổi khác nhau rồi. Thôi bây giờ em sẽ nhờ cô trả lời giùm em câu này. Em thấy nhiều bạn cũng hay hỏi á, là khi mà trong nhà mình có bé mèo bị hô hấp á, thì mình khử trùng nhà cửa đồ đạc thì sao đó cô? Cái vệ sinh rất là quan trọng. Trong cái quản lý dịch bệnh của mèo thì nếu mà mình nuôi, mình nhốt trong chuồng đó thì mình nên có thể mình sử dụng những cái thuốc sát trùng mà chuyên biệt cho mèo. Thì ở hình như là ở công ty mình cũng có một cái loại thuốc đó. Thì cái loại đó thì tùy theo nồng độ mình pha mà mình nên pha theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Mình có thể là xịt trực tiếp lên chuồng và trên con mèo luôn. Còn cái trường hợp thứ hai, mình có thể mình dời mèo đi chỗ khác, xong rồi mình xịt, mình sát trùng cái chuồng, cho chuồng khô mình dời vô. Dạ, vậy nó sẽ kỹ hơn. Sẽ kỹ hơn. Dạ, bây giờ thì chúng ta cùng xem lại những câu hỏi mà các bạn gửi đến chương trình của chúng ta. Thì Hà Thảo thấy có một bạn Facebook là Nguyễn Lợi có câu hỏi là: mèo nhà em thì có trường hợp bị hô hấp, bác sĩ điều trị khoảng 3 tuần thì khỏe, nhưng sau đó đón về nhà khoảng 1-2 tuần thì lại bị hô hấp. Không biết trường hợp nào, do yếu tố môi trường hay là như thế nào ạ? Cảm ơn bà Nguyễn Lợi. Thì cái hô hấp này đó thì rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà Nguyễn Lợi chưa có nói rõ nó là có những cái triệu chứng gì đặc biệt hay không, đặc biệt về hô hấp do virus hay là do vi khuẩn hay là do bị suyễn hay là do bị nấm. Thì nếu mà thực sự khi mà những trường hợp mà bị nhiễm virus đó, mà hiện nay rất là phổ biến ở trên mèo, cái trường hợp này á, là không có thuốc đặc trị bởi vì nó là virus. Thì mình chỉ trị kháng sinh và bổ trợ thôi, kháng sinh bổ trợ. Nếu mà điều trị á, thì mình điều trị từ 2 tuần tới 3-4 tuần, và sau đó mình nên đem về và giữ ấm, cẩn thận cách ly. Nếu mà cái môi trường của mình á, không có tốt, cái môi trường của mình còn cái mầm bệnh nhiều đó thì nó sẽ phát bệnh lên lại. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Dạ. Em cũng thấy có cái câu này cũng hay này cô, là bác sĩ cho em hỏi là cần cách ly mèo bệnh và mèo khỏe bao lâu để chúng không lây bệnh cho nhau. Cái câu này cũng rất là hay đó. Thường thì sau khi bệnh thì mình nên cách ly, trong thời gian bệnh mình nên cách ly. Khi mình trị bảo là khỏi rồi thì mình ở cái mức độ lâm sàng thôi, tức là mình không có thấy nó là, tức là nó sinh hoạt, ăn uống sinh hoạt bình thường và không còn cái triệu chứng như là chảy mũi, chảy nước mắt gì nữa đó, thì mình nên cách ly 14 ngày, sau đó mình mới cho nhập đàn lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử livestream của chúng ta, là có rất nhiều bạn comment số may mắn rồi nè. Các bạn hãy nhanh tay chia sẻ nữa nha. Thì như Hà Thảo thấy là có bạn Trần Tâm Yên nè, comment số 12 nhưng mà chúng ta chưa chia sẻ, như vậy thì chưa đúng luật. Nên là các bạn comment số rồi chúng ta phải nhớ chia sẻ nha. Hay là bạn Anh Nguyễn, bạn Hữu Phước, cảm ơn các bạn đã comment cho chương trình. Nhưng mà chúng ta nhớ chia sẻ giúp chương trình nha. Thì như vậy chúng ta mới nhận được những phần quà rất là hấp dẫn từ chương trình.
Bây giờ thì hỏi các tiếp Cần Thơ của mình thì có câu hỏi nào gửi đến chương trình nữa không ạ? Dạ, em có nhận được một câu hỏi từ mấy bạn gửi cho fanpage của em á, là mình cần lưu ý gì mà khi chăm sóc một cái bé mèo bị bệnh hô hấp mãn tính đúng không? Thì hồi nãy mình có chia sẻ rồi đó, thì hô hấp mãn tính thì nó bị tổn thương cái một phần của cái phổi rồi, nên cái phổi đó không hoạt động được và nó dẫn mang trùng. Nếu mà mình chăm sóc không có kỹ thì về hậu lý không kỹ thì nó sẽ dễ phát bệnh lại, hoặc là nó di chuyển làm cho nó két, nó cũng phải phát bệnh lại. Cho nên là mình phải tạo một cái môi trường phù hợp cho nó, thích ứng của nó từ đó giờ để nó không két, không bị stress. Rồi nếu mà bị rồi cho ăn thức ăn dinh dưỡng cho tốt, bổ sung những cái chất dinh dưỡng mà cần thiết cho nó. Vậy một bé mèo bị bệnh mãn tính như vậy có lây cho một cái bé mèo bình thường không cô? Có khả năng, tại vì nó vẫn mang trùng, nếu mà bị virus nó vẫn mang trùng. Vậy là nếu như hai đứa cùng nuôi chung thì cái bé kia có khả năng là bị mãn tính luôn không cô? Hay là cái bé mà khỏe đó hả? Thì khi mà cái những một mầm bệnh nào mà xâm nhập vào cơ thể đó, nó đủ độc tố thì nó mới gây bệnh được. Cho nên có khi con mèo mình chích tiêm ngừa đầy đủ thì nó đã có đủ cái kháng thể để nó chống lại cái mầm bệnh xâm nhập. Tiếp tục chương trình là câu hỏi của Facebook bạn Ngô Trần Nhã Trân. Bạn này là đúng cú pháp nè, chúng ta đã like nè, share rồi đặt câu hỏi luôn. Câu hỏi là: bác sĩ, nếu nuôi nhiều mèo trong đó có bé bị bệnh thì mình có nên tránh cho các bé những đồ vật mà bé bị bệnh đã từng tiếp xúc không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì nên các bạn, tại vì cái vi khuẩn này nó lây virus này nó lây rất là nhiều. Cho nên ngay cả một cái niệm nằm chung mình cũng không nên cho nằm chung. Và những cái đồ chơi là mình nên cách ly luôn. Còn nếu mà các bạn muốn giữ lại thì phải sát trùng cẩn thận. Rồi, xin cảm ơn bác sĩ Thảo ạ. Sẽ là một câu hỏi nữa của bạn Facebook là Nguyễn Cửu Mỹ Xuyên. Cho em hỏi, bé nhà em bị viêm đường hô hấp trên, mũi chảy nhiều dịch, khả năng ăn uống, vui chơi thì bình thường, đã điều trị bằng nhiều thuốc theo phác đồ kháng sinh của nhiều trung tâm thú y nhưng mà chỉ khả quan một thời gian thì tái đi tái lại hơn 2 tháng nay. Vậy mình có phác đồ nào có thể điều trị triệt để cho bé không ạ? Và cách chăm sóc cho bé ở nhà như thế nào để hợp lý ạ? Thực sự thì con mèo mình đã điều trị rất là nhiều loại kháng sinh rồi. Thì ngoài cái việc mà bị virus đó thì nó còn bị vi khuẩn nữa. Thì tốt nhất mình muốn chọn được một cái kháng sinh mà nó phù hợp đó, thì mình làm phân lập vi khuẩn và làm kháng sinh đồ. Còn để mình chọn một cái kháng sinh nó phù hợp. Còn trường hợp mà phải chăm sóc đó, thì nãy giờ mình có chia sẻ rồi đó. Thì mình chăm sóc những con mèo bị hô hấp nãy giờ có chia sẻ. Rồi, dạ rồi, em cảm ơn bác sĩ Thảo. Một câu hỏi mà chương trình dành cho chị Dung đi. Chị Dung ơi, cho em hỏi là chúng ta có cần thiết cho mèo thức ăn dành cho mèo con tới 12 tháng tuổi không ạ? Thì thật ra cái con mèo mà nó 9-10 tháng, cái ngoại hình nó giống y chang như là một con mèo trưởng thành vậy đó. Nó cũng mập, nó cũng tròn, nó cũng lên phơm, nhưng mà thực chất nó vẫn là một con mèo con. Nhưng mà là nó sẽ cần cái lượng dinh dưỡng để mà cao, thật là cao để nó phát triển hết. Thì nên là bé nên ăn tới 12 tháng tuổi, sau đó mới đổi qua thức ăn cho mèo trưởng thành. Tại vì mèo trưởng thành nó sẽ cần cái lượng dinh dưỡng thấp hơn để nó duy trì cái hoạt động bình thường thôi. Còn nếu như ăn thức ăn của mèo trưởng thành cho mèo con quá sớm đó, thì bé sẽ không có đủ cái dinh dưỡng để nó lớn đúng cái mức của nó. Xin cảm ơn chị Dung. Có một câu hỏi của chương trình muốn hỏi là mèo mà hơi lười uống nước đó, thì chúng ta có cách nào giúp cho bé uống nước nhiều hơn không ạ? Cái này thì nhà em là có sử dụng cái máy lọc nước á. Cái nước nó chảy ra róc rách á, thì em không hiểu sao thì tụi mèo nó sẽ thích uống hơn. Với lại nếu như không á thì mình có thể làm đá viên á, mình để nó sẽ thích lại liếm xong mình nó quay chơi á, nó sẽ tò mò lại sẽ thích uống nước hơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Dung, rất là dễ thương. Như vậy thì nếu mà mấy hôm trời nóng á, mấy bạn mà nuôi mèo có ý định là cạo lông cho mèo đỡ nóng thì không biết có được không chị Dung ha?
Dạ, thực ra thì mèo nó có thể tự điều hòa thân nhiệt của nó. À, tức là như mùa đông thì nó sẽ lông nó sẽ dày, xong rồi tới mùa xuân rồi là cái mùa mà nó thay lông nó sẽ rụng bớt để mà nó đón cái mùa hè nóng nè. Thì giữa cái khoảng lông á là nó có cái không khí đó, nó cũng có thể làm mát được, nên mình không có cần cạo lông đâu. Mà khi cạo lông á thì nó sẽ dễ bị giống như là cái da, đưa cái da non ra nó sẽ dễ bị xước á. À, khi mà mèo nó đi đứng nó va đập á thì nó lại dễ bị tổn thương cái da, nên là theo theo em á thì nó không, mình không nên cạo đâu. Dạ. Với lại cái cách thoát nhiệt của mèo á là thường là thoát ở cái dạng chân á, chứ không phải là như mình là trên da, trực tiếp trên da, nên là việc đó hình như là nó không cần thiết. Dạ, rồi cảm ơn chị Dung ạ. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem thử coi là những câu hỏi của các bạn gửi đến chương trình của chúng ta nha. Và các bạn ơi, chúng ta hãy nhanh tay like và share livestream này về trang cá nhân nhé. À, để chúng ta có cơ hội nhận được phần quà, thì hãy comment dưới livestream này những con số may mắn. Phần cuối chương trình sẽ có phần quay số chọn ra vị khán giả may mắn. À, dạ cô Dung ơi, bây giờ thì xin hỏi... dạ cô Thảo. Bây giờ xin hỏi cô Thảo là bệnh hô hấp mãn tính thì có thể biến chứng nặng hơn khiến mèo gặp nguy hiểm không ạ? À? Cũng có đó em, cũng có khả năng đó nếu mà mình chăm sóc không tốt. Dạ. Tại vì nó đã tổn thương rồi, nó đã có mang trùng rồi, nếu mà mình chăm sóc không tốt thì cái triệu chứng mà nếu như mà nó bị virus á, dạ, thì nó sẽ dẫn tới là tổn thương những cái cơ quan khác nữa, giống dạ, như là tổn thương gan, tổn thương thận thì dạ, lúc đó là khó điều trị hơn, giống như là suy tổn thương đa nội tạng rồi đó, khó điều trị hơn. Dạ, còn ít phút nữa thôi thì chương trình sẽ kết thúc. Nhưng mà ngoài những cái câu hỏi của các bạn gửi chương trình thì không biết là chị Thảo đây có những cái tư vấn hay là chia sẻ gì đến các bạn nuôi mèo không ạ? Thật sự thì bệnh của mèo, bệnh hô hấp của mèo rất là nhiều. Dạ. Mà các bạn nuôi mèo á thì ngoài cái việc mà chăm sóc cẩn thận kỹ rồi đó thì tốt nhất mình nên tiêm vaccine. Yeah. Tiêm vaccine thì nó sẽ ngừa được những cái bệnh hạt bé virus nè, calici virus, thì những cái bệnh đó nó gây tổn thương rất là nặng, cho nên là mình tiêm vaccine là bảo vệ được sức khỏe của con mèo. Dạ, yeah. Xin cảm ơn chị Thảo. Xin cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi chương trình, đã comment những con số may mắn trong chương trình livestream ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc thì các bạn hãy nhớ like và share livestream này nha. Chúng ta ai sẽ là người may mắn nhận được phần quà giá trị đến từ công ty VMedim. Mọi người hãy nhanh tay chia sẻ, nhanh tay comment con số may mắn nha. Và cũng nhanh tay bây giờ hãy gửi câu hỏi đến chương trình cho bác sĩ Thảo và chị Dung để chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm nuôi các bóp làm sao cho khỏe mạnh nè. Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục xem một câu hỏi nữa của bạn Facebook Đoàn Quốc Trường. Mèo nhà em bị rụng lông quanh tai và cổ lâu rồi không hết, xin hỏi bác sĩ cách chữa vậy ạ? Thì cái này thường là nếu mà cảm ơn câu hỏi của Trường ha. Dạ. Cái này là không phải là nguyên nhân là do những cái bệnh về hô hấp. Dạ. Thì nếu mà bệnh mà rụng lông ở tai ở cổ nhiều đó, thì ở rụng ở tai nhiều thì mình kiểm tra coi nó có bị bệnh cái ghẻ hay không nha. Tức là mình muốn kiểm tra được đó, thì mình lấy cái dịch tiết ở tai đó mình soi với kính hiển vi tìm cái con cái ghẻ, hoặc là có thể là nó bị nấm, thì mình xác định nó bị nấm hay không á thì mình nên cạo cái phần niêm mạc ở da đó, mình soi với kính hiển vi tìm cái bào tử nấm và dạ, mình coi cái nó thuộc cái loại nào, giống nấm nào để mình có cái phương pháp mình điều trị, có thuốc điều trị tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Mặc dù là câu hỏi ngoài chủ đề một tí xíu nhưng mà bác sĩ cũng đã giải đáp thắc mắc rất là tận tình cho các bạn. Rồi bây giờ có một Facebook nữa nè. Facebook tên Trần Phúc Toàn. Em chào bác sĩ, dạo gần đây thì mèo nhà em có biểu hiện ho một vài tiếng, sau đó thì bé mèo nhà em mở miệng và không phát ra được tiếng meo meo nào hết. Bé mèo biến ăn, bé thở khì khì, mong bác sĩ hỗ trợ. Không biết mèo này là mèo con hay mèo lớn.
À, không biết là mèo này là mèo con hay là mèo lớn. Nên là bây giờ bác sĩ có thể chia sẻ nếu là mèo con thì như thế nào ạ? Thường thì những cái trường hợp này là do virus rồi đó. Yeah. Do cái hạt bé virus ha, nó làm cho khàn tiếng. Thì cái này là mình không có thuốc điều trị đâu. Mình chỉ xài những cái kháng sinh chống bội nhiễm thôi. Rồi mình trường hợp mèo mình muốn bảo vệ nó thì mình nên tiêm vaccine. Còn đối với mèo lớn thì như thế nào ạ? Thì cũng vậy. À thì cũng vậy, vậy là mình không phân biệt được mèo lớn, mèo nhỏ gì cũng không, được. Cái này là nó cũng bị vậy. Những cái trường hợp này là bị viêm hô hấp trên đó. Nó tấn công vào cái vùng thanh quản cho nên con mèo nó bị khan tiếng. Dạ. À, con biết hỏi cách tiếp Cần Thơ của mình thì có câu hỏi gì không ạ? Trong nhóm của mình ạ? Dạ. Em thấy là có câu hỏi nhưng mà nó không liên quan lắm, nhưng mà chắc nhờ cô trả lời giùm bạn luôn đó. Là mèo nhà em được 1 tháng tuổi bị tập lõm xương sống và thở nhanh, nhưng bé ăn uống sinh hoạt bình thường thì sao, lớn bé có ảnh hưởng về sức khỏe không ạ? Cái trường hợp mà bị dị dạng cột sống đó, lỡ mới xương sống, tức là dị dạng cột sống ở cái vùng hông á, dùng cái xương sống hông đó, thì bệnh này cũng khá là phổ biến trên mèo. Thì điều trị thì hầu như là không có thành công, tức là mình chỉ cho uống thuốc để nó giảm đau, hoặc là nó đỡ đau, hoặc là có thể để cho nó có thể đi được thôi. Và cái triệu chứng về sau đó thì do nó quằn cái cột sống như vậy, nó sẽ dẫn tới hẹp cái xương chậu và nó không có đi phân và đi tiểu, nó rất là khó khăn. Thì thường nếu mà ở 1 tháng tuổi mà nó đã quằn vậy thì bạn nên kiểm tra coi nó có đi phân được hay không. Thì có thể là nó sẽ không đi phân được cho nên nó sẽ không ăn được, nó biểu hiện đau với bụng. Vậy nếu những bé mèo này chắc là tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng không? Cũng rất là khó, rất là khó điều trị đó. Dạ rồi, em cảm ơn cô. Một câu hỏi tiếp theo nữa nè của bạn Vân Nhật Trang. Mèo bầu bị ho hoặc là sổ mũi thì nên dùng thuốc gì đặc trị cho bé ạ? Để cho bé an toàn vậy bác sĩ. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn em. Thì cái mèo bầu á rất là khó ha. Tức là nó bị hô hấp là nó đã bị nhiễm bệnh rồi đó. Nhưng mà mình phải sử dụng những cái thuốc mà tránh cho bầu không ảnh hưởng tới thai nhi. Cho nên là chắc tốt nhất là mình đến chỗ bác sĩ thú y ở cái phòng mạch đó để mình tư vấn. Chứ chỉ qua đây thì có thể những cái loại thuốc mà mình cũng không có tìm ra được. Dạ. Một câu hỏi nữa là của bạn Trần Trang ạ. Bác sĩ cho em hỏi là vai trò của lysine đối với hệ hô hấp của mèo như thế nào? Và ở độ tuổi nào thì mèo cần dùng lysine? Khi nào thì không cần dùng ạ? Hồi câu hỏi trước mình có chia sẻ rồi đó. Dạ. Mình có chia sẻ là lysine nó sẽ ức chế cái quá trình nhân lên của virus ở trên mèo bị hạt bét. Dạ. Rồi, rất cảm ơn bác sĩ ạ. Bây giờ thì chúng ta xem lại thử nè. Có bao nhiêu bạn tham gia chia sẻ comment số may mắn rất là nhiều ạ. Có một bạn comment rất là dễ thương. Xuân Nguyên, em muốn nhận quà, em chọn số 56. Bạn Xuân Nguyên ơi, bạn phải chia sẻ livestream này nữa mới nhận quà được nha. Còn nhận quà được rồi thì cuối chương trình chúng ta sẽ quay số may mắn coi được cái số 56 của bạn có trúng không nha. Hoặc là bạn có thể gửi câu hỏi đến chương trình nè. Rất cảm ơn các bạn. Chúng ta một lần nữa thì Hà Thảo xin nhắc lại các giải thưởng khi mà tham gia chương trình. Đó là like nè, rồi share livestream, rồi đặt câu hỏi hay đến chương trình. Hoặc là chúng ta comment số may mắn, giới hạn là từ số 1 đến số 99 nha. Giải thưởng thì có 3 giải nhất. Mỗi giải là 1 ba lô và 1 bộ sản phẩm chăm sóc toàn diện cho Boss. Còn 9 giải nhì, mỗi giải sẽ là 1 bộ sản phẩm chăm sóc toàn diện cho Boss. Chúng ta hãy nhanh tay lên nhé. Và phần cuối chương trình thì vị khán giả nào may mắn nhận được phần quà thì ngày hôm sau livestream này thì chúng tôi sẽ cập nhật những giải thưởng dành cho khán giả có câu hỏi hay là những câu hỏi mà có thể là chương trình đã chọn ra từ đầu livestream để được công bố tại các fanpage ngay sau khi livestream kết thúc ạ. Rồi bây giờ là một câu hỏi nữa của bạn Facebook là
Lợi Nguyễn Văn. Gần đây một số bạn trên các nhóm Facebook nói về vấn đề mèo bị nhiễm ký sinh trùng máu thì dẫn đến việc tái đi tái lại hô hấp nhiều lần ở mèo. Không biết là bác sĩ đánh giá như thế nào về nguyên nhân này ạ? Thường ký sinh trùng đường máu thì nó có ký sinh trùng ở dung tim và những cái con ký sinh trùng ở trên hồng cầu, nha, trên hồng cầu, trên bạch cầu của mèo. Thì dung tim nó làm cho bị hô hấp, là do cái con dung tim trưởng thành đó, nó sẽ chui vào những cái ống ống mạch của tim, như là cái ống động mạch chủ hay là ống động mạch phổi đó, nó làm cho con mèo nó ho tái đi tái lại. Mà khi mà con dung trưởng thành rồi đó thì cái thuốc mà điều trị thì rất là khó, cho nên là nó phải ho tái đi tái lại như vậy. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Một câu hỏi nữa là mọi người bị trường hợp mèo con tầm 1 tháng tuổi đang quạt bát lanh lợi thì tự nhiên có biểu hiện như nghẹt thở nè, giãy giụa trong khoảng nửa ngày thì mất. Cái này có thể là do bị dị ứng. Dạ. Có thể là dị ứng ở môi trường hoặc là dị ứng gì cái đó. Thì cái trường hợp mà dị ứng nó bị mẫn cảm á, con mèo nó mẫn cảm ghê lắm, thì có thể là nó bị dị ứng. Dạ. Nó thực sự mà chết đột ngột á, rất là khó tìm ra nguyên nhân. Dạ. Muốn tìm ra được nguyên nhân á thì mình phải còn những cái bước sau nữa thì mình mới tìm được nguyên nhân. Thí dụ như là mình phải mổ khám, tìm bệnh tích ở tim, ở gan hay là những cái cơ quan khác thì mình mới xác định được nguyên nhân. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Thảo. Một câu hỏi nữa là em chào bác sĩ, mèo em vừa hết bệnh còn hơi biếng ăn thì có nên sổ dung trong thời gian này không ạ? Thực sự khi mà con mèo con á, hầu hết con nào cũng có dung. Dạ. Nếu mà con dung nó cũng dẫn đến tiêu chảy, làm cho mèo biếng ăn. Mà khi mà sổ dung thì giống như là mình tạo thêm một cái stress cho con mèo vậy. Cho nên thì khi mà các bạn điều trị con mèo nó đã bớt rồi đó, nó đã giảm bệnh rồi đó, nếu mà nguyên nhân là dung thì nên sổ dung. Dạ. Nên sổ dung để loại trừ cái nguyên nhân đó. Dạ. Dạ rồi, xin cảm ơn bác sĩ. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhanh tay chia sẻ và comment ngay cái số may mắn để chúng ta có cơ hội nhận được phần thưởng nhé. Chương trình sẽ rà soát lại và liên hệ với các bạn để gửi tặng quà. Còn những giải thưởng mà dành cho khán giả có câu hỏi hay thì chúng ta sau khi mà chương trình kết thúc thì sẽ công bố tại fanpage. Rất cảm ơn các bạn đã tham gia ở chương trình nhiệt tình cùng với chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ Thảo và cảm ơn chị Dung đã chia sẻ tư vấn cùng chương trình. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi và những vấn đề được các bạn quan tâm. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục. Bạn Facebook Nhật Hoa, cô cho con hỏi mèo bị bệnh hô hấp trên thì việc vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý có tác dụng không ạ? Con cảm ơn cô. Nước muối sinh lý đó là một cái dung dịch đẳng trương và nó có tính chất sát trùng. Cho nên là ngoài cái việc mà làm sạch thì nó còn sát trùng nữa. Thì vệ sinh bằng nước muối sinh lý là tốt. Dạ, dạ. Em cảm ơn bác sĩ Thảo ạ. Rồi, trước khi kết thúc chương trình thì một lần nữa Hà Thảo rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia chương trình. Cảm ơn bác sĩ Thảo và chị Dung đã chia sẻ tư vấn cùng chương trình. Vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng mà những vấn đề các bạn quan tâm thì chắc chương trình sẽ hẹn lại những kỳ livestream tới nhé. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt.